Gentlemen, before we are closing, let you know that in Hanoi Bay, in Vietnam is descending, large speed traffic. Malang Green, descending traffic. Descending traffic. It's coming from the 11th story. The 11th story set up in the LA, where the Vietnam people, trying to be a new country. At that time, we are very weak and cannot fight it again. We pray to the God of skin of the sky and his self right here, sending the dragon, rather to be friends with someone that is before. The dragon spat out the drink of the bird. The drink of the bird, dropping, linking to the sea, but you become the withdrawal for him thinking with a jump. And the drink of the bird become the one small piece he normally can be able to destroy me. We have the mother dragon descending. That is the Halong Bay, and we have children London, that is the Dubai to Long Bay. With the 1,969 islands, Halong Bay were recognized by UNESCO, and I think for the first time in 1994, the Civil Treaty of the second term of 2000. And the third time, we recognize that in September 2023 for the signing for the ancient people. The ancient people were living inside the Halong, that is the UNESCO. And recognized by UNESCO, so it not allowed for the private owner, not allowed for the building the construction of the land like that. A bungalow, hotel, hostel, bungee tower is not allowed. It gives the natural of the scenery. Thì thưa quý khách, như chúng ta đã biết thì cái tên gọi Hạ Long, Hạ Long có nghĩa là nơi rồng đáp xuống. Cái tên này bắt đầu từ câu chuyện truyền thuyết về vịnh Hạ Long. Truyền thuyết kể rằng xa xưa khi chúng ta dựng nước thì chúng ta vẫn còn rất là yếu và không thể chống lại giặc ngoại xâm, và chúng ta đã cầu xin đối với Ngọc Hoàng Thượng Đế và Ngài đã sai rồng mẹ và rồng con xuống dân Việt để đánh giặc. Thì dòng mẹ đem theo đàn dòng con phun ngọc nhà châu và những viên ngọc viên châu để trở thành những cái bức tường thành vững chắc để chặn đứng chuyến đi của thuyền giặc. Và nơi dòng mẹ đáp xuống thì gọi là Hạ Long, vịnh Hạ Long. Mơ nơi dòng con đáp xuống thì gọi là vịnh Bái Tử Long. Và nơi mà dòng quẫy đuôi trong trắng xóa thì đó là cái bảo Bạch Long Vĩ. Bạch Long Vĩ là Bạch Long Vĩ là cái đảo ở kia là từ Hải Phòng mới ra đấy. Bạch Long Vĩ ở ngoài giữa Bình Khơi đấy, nơi mà Bạch Long Vĩ, đây là Bạch Long Vĩ có nhà đuôi rồng, đuôi nước trắng xóa, đây là giải thích cái tên về cái vịnh Hạ Long, Bạch Tử Long. Hạ Long thì bắt đầu từ bên phía cầu Bãi Cháy, nó bên dưới nó là cái cầu Bãi Cháy, vịnh Cửa Lục ấy, từ cái sông Cửa Lục, tức là từ Hòn Gai mà hát khu vực Vân Đồn, đó là Bãi Tử Long. Thì Hạ Long thì với diện tích là 1.553 km vuông, với tổng số hòn đảo lên tới 1.969 hòn đảo và được công nhận bởi UNESCO. Thì 1.969 hòn đảo và được công nhận bởi UNESCO lần đầu tiên về năm 1994. Đó là về cái giá trị về cảnh quan. Đó là thứ hai, năm 2000 giá trị về địa lý, địa chất. Và giá trị thứ ba đó là tháng 9 năm 2023 và thăm vừa qua. Một lần nữa tổ chức UNESCO công nhận là vịnh Hạ Long, vịnh Long Hạ như vậy là các bạn là di sản của nhân thế giới. Về cái giá trị đó là giá trị khảo cổ thì người ta đã chỉ ra rằng cách đây khoảng tầm 18.000 năm trước thì đã có dấu tích của người tiền sử đã 18.000 năm trước Trung Nguyên, dấu tích của người tiền sử đã từng sinh sống tại khu vực trên vịnh. Thì người ta tìm thấy một số cái dấu tích như là tôm hùm đồng đá này, đồ động đất đông này, và những cái vỏ của những loài nguyên thể ở trong hang động, như những khu khai quật ở khu vực văn hóa cái bèo và cái nền văn hóa soi nhũ đó. Thì cách đây 18.000 năm trước công nguyên thì đó thì